Có một cái vấn đề mà anh chị nên tiết chế khi dùng phông chữ là mình nên bớt màu sắc lại ấy ạ. Em thấy mọi người hay dùng màu sắc quá, với cả là mọi người hay dùng, không biết là cái chỗ nào cần, em thấy một cái tình trạng rất lớn đấy là mọi người không biết nên chỗ nào viết to, chỗ nào viết nhỏ, mọi người cứ viết tùm lum ra luôn. Thì cái này mọi người phải lưu ý nhá. Cái nào quan trọng thì mình viết to, cái nào không quan trọng viết nhỏ, và cần phải có sự tương phản giữa các cái text với nhau. Ví dụ như ở đây em sẽ dùng cả những cái nét mảnh này, chữ nghiêng, chữ đứng và nét đậm, thì cái đấy là cái mà mọi người cần chú ý. Ok, bây giờ em chuyển sang phần nội dung về thiết kế banner nhé. Vâng. Bây giờ em hướng dẫn cho mọi người thiết kế banner đi. Bây giờ thì em sẽ vào cái phần giao diện trang trí shop của Shopee ấy để mọi người biết. Mọi người sẽ vào kênh người bán này. Sau đấy vào phần trang trí shop ở đây. Thì những cái mục kéo thả mọi người, em thấy mọi người hay chọn sang cái phiên bản máy tính này là không phải nhá. Mọi người chọn phiên bản di động giúp em. Sau đó ở đây thì nó sẽ có những cái phần là phần hình ảnh này. Sau đó ở dưới là nó sẽ có phần là phần sản phẩm. Ở đây ấy, mọi người chỉ cần kéo thả nó vào thôi, chứ không có gì phức tạp cả. Ví dụ như là muốn thêm cái banner hai hình này, anh chị túm chuột, xong đó kéo thả vào đây. Phần sản phẩm cũng tương tự như thế, anh chị cũng túm rồi kéo thả thôi. Nó đơn giản chứ không phải là khó giống như mọi người nghĩ đâu. Tại vì em thấy nhiều anh chị hỏi em mà không biết cái phần này ấy, thì em sẽ giới thiệu qua. Đó, em cũng tổng hợp lại cái kích thước mà ở trên Shopee người ta quy định rồi. Cái phần kích thước đây em đã nốt lại đây hết cho mọi người luôn. Ví dụ như banner xoay vòng thì vâng, em để em làm lại nhá. Để em lại lại cái phần này nhá. Mọi người vào phần trang trí shop này. Ok chưa ạ? Sau đấy mọi người vào phần chỉnh sửa trang trí, bấm vào đây. Tiếp theo nữa là khi mà vào phần trang trí shop này ấy, là nó sẽ có những cái phần, có hai phần chính, đó là phần hình ảnh và cái phần sản phẩm này, để mọi người có thể kéo thả sang bên khung bên này. Cái khung bên này là cái khung, cái giao diện bên này là cái phần mà mọi người chỉnh sửa. Thì ví dụ mọi người muốn kéo cái banner hai hình này sang bên bên này, bên cái phần để mọi người chỉnh sửa là hai cái hình vuông, thì chị kích vào đây, chưa chưa vội bấm gì nhá, mọi người di chuột đến đây, xong mọi người túm túm chuột xong rồi thả vào đây. Được chưa ạ? Mọi người hiểu cái phần này chưa? Cách làm như thế nào chưa? Phần sản phẩm cũng thế. Mọi người cũng cho nó hiện lên xanh xanh như này, xong mọi người túm xong kéo thả nó sang. Thế là xong ạ. Ok. Tiếp đến thì em đã, ở đây nó có tên hết nha mọi người, em nốt hết kích thước của những cái banner ấy cần ở đây. Thì cái banner xoay vòng ấy, kích thước của nó là những cái kích thước là 2000 x 1000 này. Đúng rồi. Cái lấy hình được, tức là trong shop mọi người là phải có sản phẩm rồi thì mọi người mới vào trang trí shop được nha. Đây em đã nốt hết những cái kích thước này vào rồi. Thì em thấy mọi người cũng còn còn gặp một cái tình trạng nữa, đó là mọi người không biết thiết kế nội dung gì. Cái này là tùy anh thôi ạ. Mình sẽ linh động theo cái shop của mình, chứ không phải là ép buộc là phải dùng theo banner nào, banner vuông hay là banner dài, hay không cần, không phải bắt buộc cái đấy. Thế là mọi người tự linh động. Banner xoay vòng đấy, kích thước sẽ là 2000 x 1000 này, hoặc là 2000 x 1125, hoặc kích thước vuông là 2000 x 2000, và có một cái kích thước nữa là 2000 chiều ngang và chiều dọc là từ 100 đến 2200. Thì nó sẽ lấy theo cái kích thước banner đầu tiên của anh, nhưng mà mình mà làm cái banner xoay vòng ấy thì mình sẽ làm, phải làm chung một kích thước chứ không làm lộn xộn được.
Thì em có nốt ra ở đây cho mọi người một số cái mà mọi người có thể làm cho những cái banner ấy. Thì những cái banner xoay vòng thì nó sẽ thường là hiện lên đầu tiên. Thì anh chị có thể làm những cái ưu đãi như là ưu đãi mùng 8 tháng 8, mùng 9 tháng 9 là các chương trình khuyến mại. Hoặc là các cái này nếu mà nói là ban vâng, các em gửi hết lên mà banner trang trí nào đẹp hơn. Thực ra là không thể nói là dạng nào đẹp hơn được chị ạ, bởi vì là nó tùy ngành hàng thôi. Ví dụ như thời trang thì mình có thể dùng banner vuông hoặc banner ngang. Khi thiết kế banner Canva thì nên x2 pixel nên. Đúng rồi anh, nhưng mà mọi người hãy các em sẽ hướng dẫn một cái cho mọi người là khi mọi người tải về ấy, kích thước nó sẽ vượt quá cái quy định của Shopee, thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người giảm dung lượng mà ảnh vẫn không nét à vẫn nét. Thì ở đây nhá, em có hướng dẫn mọi người một cái là mọi người làm banner xoay vòng này, những cái nội dung ở đây thì em cũng có nốt hết ở đây về rồi, lát em sẽ gửi hết cho mọi người. Và những cái banner, cái link banner mà banner mẫu thì em nốt hết ở đây rồi. Có một cái từ khóa mà mọi người có thể dùng cho tất cả những cái ngành hàng ở trên Shopee đó là photo collage, thì em sẽ copy vào từ khóa này em tìm cho mọi người một cái mẫu banner trên Shopee. Bây giờ mọi người ra yêu cầu cho em làm banner về ngành hàng gì đấy ạ? Bây giờ em làm cho mọi người một cái chương trình bao gồm một bộ banner liên quan đến mùng 8 tháng 8 nhá, để chuẩn bị mùng 8 tháng 8 đi. Mùng tám, nếu mà làm đấy thì em chỉ làm một cái thôi, thì em Một muốn cái làm theo ngành hàng cơ. theo ngành hàng à? Ví dụ ngành hàng gì nhiều nhất để xem nào. Để anh xem là đồ phụ kiện. Đồ phụ kiện thì có vẻ nhiều người bán về phụ kiện lắm nhá. Phụ kiện. Phụ kiện nhé. Phụ kiện hoặc đồ gia dụng tùy em chọn nhé. Anh thấy nhiều người bình luận. Ở đây mọi người sẽ có một cái đó là mọi người chịu khó lướt một tí, chứ không mọi người mà tìm ở trên là không có đâu, ở dưới mới nhiều. Thế em sẽ chốt là em sẽ làm ngành phụ kiện nhá. Thì em thấy là nhiều anh chị comment. Thì ở đây nhá, em thấy là có một cái mẫu mà em có thể dùng được. Ví dụ như cái mẫu này thì cũng như vừa nãy, em không quan tâm kích thước của chưa cần quan tâm kích thước của nó là bao nhiêu. Thì em cứ kích vào đây trước đã. Thì ở Canva Pro ấy nó có một cái tính năng rất là hay, đấy là cái phần đổi cỡ này. Thì em sẽ chọn ở đây là pixel. Mọi người cứ gõ kích cỡ như bình thường thì em sẽ làm banner xoay vòng trước là kích cỡ là 2000 x 1000 đi. Sao em đổi? Nó sẽ gặp một vấn đề là nó sẽ không full cái màn hình như mọi người mong muốn ấy. Thì cái này là do mình phải tự kéo thả thôi. Ok. À, thì đối với cái ngành phụ kiện ấy mình sẽ không mình sẽ sử dụng những cái banner dài như này và những cái khung hình có sẵn. Thì bước một là anh chị cứ tìm cho em một cái khung hình mẫu đẹp đi. Ví dụ như cái mẫu như thế này. Nó có sẵn ở bên này, em cũng thấy nhiều mẫu đẹp này. Đây. Khi mà anh chị tìm những cái như thế này ra thì nó sẽ có những cái mẫu ở bên cạnh này luôn ấy. Nó gợi ý cho mình những cái mẫu tương tự. Thì anh chị có thể dùng cái mẫu này hoặc dùng cái mẫu ở bên này. Ví dụ như em thấy có cái xinh hơn chẳng hạn thì em sẽ lấy cái đấy để em làm mẫu. Ví dụ em lấy cái này. Thì ở đây nhá, đầu tiên em sẽ thiết kế một cái banner về ngày mùng 8 tháng 8 cho ngành phụ kiện. Vì em chưa có hình ảnh sản phẩm cho nên là em sẽ ra đây em tìm một cái hình ảnh bất kỳ. Như là
trang sức. À, nhưng mà em lại có một cái vấn đề nó thể được ạ. Đó là những cái này mà nó tách nền ra thì nó không đẹp ấy. Mà em đang muốn hướng dẫn tách nền cho anh chị. Ừ, thì em cứ hướng dẫn theo cách của em thôi. Thế thì em sẽ chuyển sang làm thời trang nhé, để tách nền cho nó dễ. Ok. Mình vào đổi kích cỡ nhân giới hạn Canva, đúng rồi ạ, chỉ Canva Pro Pro mới dùng được thôi chị ạ. Thực ra là nó vẫn tách được, nhưng mà em nếu mà dùng cái ngành liên quan đến phụ kiện này mà tách ra thì nó sẽ không được đẹp lắm. Thì em sẽ chuyển sang làm thời trang cho mọi người dễ nhìn hơn, dễ tưởng tượng ra hơn ấy. Ví dụ em vẫn lấy cái khung này, em cho vào góc này đi. Phải. Em sẽ vào phần nội dung này, em sẽ tải lên một cái hình ảnh mà em muốn lấy để làm nền. Ví dụ như cái ảnh này đi. Và cái tính năng tách nền này chỉ Canva Pro mới dùng được thôi nha anh chị. Thì đây. Mọi người vào phần hiệu, chọn một ảnh này. Mọi người vào phần hiệu ứng này, chỉ có phần công cụ xóa nền. Thì mọi người bấm vào đây. Nó tách nền ở đây rất là sạch luôn. So với mọi người dùng bình thường là dùng remove.bg ấy, thì mọi người chỉ tải được một đến hai cảnh nét thôi. Mà ở đây thì mình làm nó sẽ nét hơn. Ví dụ như ở đây em muốn đổ bóng hoặc là thêm những cái viền cho nó, thì mọi người nhân cái ảnh lên là bấm Ctrl D này, kéo nó ra ngoài. Sau đó mọi người vào phần hiệu ứng này. Ở dưới này sẽ có cái phần là đu tôn này này. Anh chị cứ chọn một 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 cái nhá. Xong mình bấm vào cái phần cái thanh kéo này này. Sau chọn màu trắng hết giúp em. Mình muốn cái bóng đằng sau nó màu gì thì anh chị đặt cái màu đấy. Áp dụng. Mình có thể cho to lên một chút để nó có cái độ dôi ra hơn so với cái bóng. Ở đây mình có thể đổ bóng tiếp hiệu ứng này. Cái phần shadow là cái phần đổ bóng. Đối với tại vì cái này em dùng rồi ấy, cho nên là nó không hiện cái phần thêm ở đây nữa. Thì thông thường ấy, khi mà anh chị vào mới 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 dùng Canva Pro ấy, vào đây nó sẽ có cái phần thêm ấy. Những cái hiệu ứng này thì anh chị có thể bấm là thêm vào cho em nhé. Bấm ở đây nó sẽ có chữ thêm ấy, nhưng mọi người cũng dễ dùng thôi. Mọi người bấm thêm vào cho em là được. Đổ bóng này thì mọi người có thể chọn những cái bóng như thế này. Nó có rất là nhiều mẫu bóng để cho mọi người chọn. Ví dụ như em chọn cái này, sau em vào đây em cũng điều chỉnh được là mờ hay là cái góc của nó như nào, độ trong suốt của nó ra sao. Mọi người đều có thể điều chỉnh được. Màu của bóng mọi người cũng dùng được. Cái áp dụng. Nó lại làm bé hình của em rồi. Về cái phần này là mọi người chịu khó điều chỉnh với em nhé. Sau đấy thì lại dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng những cái từ khóa ở bên này của em để mọi người có thể làm được những cái mẫu đấy. Ví dụ như là em sẽ dùng một từ ở bên này đi. Là mình sẽ vào vẫn vào phần thành phần để tìm.
Tại em không nói chứ không phải phát tiếng. Sorry mọi người vì em tập trung là em lại quên nói mất. Cái mọi người làm thiết kế thì mọi người cứ cứ tập trung, mọi người tìm hình ấy, em hay như thế cho nên là tự nhiên em quên béng mất là nói chuyện với mọi người luôn. Thực ra cái này á, cái thiết kế mọi người cứ đi xem hình nhiều vào ấy là mọi người sẽ biết cách để mọi người tìm phân tích và chọn những cái hình nó hợp lý. Chứ em cũng ngày trước em cũng cũng không biết làm, em cũng phải đi xem mọi người xong em bắt chước. Em có nốt những cái tên thành phần ra hết cho mọi người. Thì lát em sẽ đưa cho mọi người luôn. Để mọi người tìm cho dễ. Một chị mẫu thì hơi ít, em sẽ cho thêm một chị nữa. Mình sẽ thử tách một cái nền mà nó khó khó hơn một chút xem nha mọi người nha. Em sẽ thử tách một cái nền nó phức tạp hơn, thử cái hình này xem. Hay là Canva có tách được không? Rất chi là siêu luôn mọi người ạ. Tức là cái tài khoản, cái Canva Pro này tách nền rất là siêu luôn. Đối với chị này mình cũng sẽ làm bóng tương tự giống chị bên này. Em cũng Ctrl D lên. Cái phần làm bóng này em sẽ làm chậm chậm tí cho mọi người biết nhé. Không tí hôm sau mọi người lại quên mất. Mọi người sẽ vào phần hiệu ứng này. Vào Do Tone này. Chọn một cái. Sau đây bấm vào chọn màu. Cho to lên một chút. Lại vào hiệu ứng này. Sau đó vào tổ bóng. Mình tạo bóng để tức là nhìn nó nổi cái chủ thể chính của mình hơn ấy. Chứ cũng ví dụ như những trường hợp em tạo thêm để cho mọi người biết những cái có những cái trường hợp mình cần phải tạo bóng để nó nổi hơn cái sản phẩm của mình.
Ở đây nó có một cái đó là nhóm các thành phần lại với nhau. Thì để mà nhóm được cái thành phần đấy, anh chị cần quét qua hai cái mà mình muốn nhóm đấy. Sau bấm vào chữ nhóm này là nó sẽ nhóm vào. Tí nữa mọi người di chuyển các thứ thì nó sẽ dễ hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục vào những cái từ khóa mà em nốt ở đây để tìm những cái element khác. Cái nào cái giống hình cây sơn mấy cái này ấy ạ, ý chị hỏi mấy cái này á. Em sẽ dùng mấy cái này, em không dùng cái này nữa. Ở đây nhá, mọi người sẽ có một cái là xoay. Đưa về sau. Bên cạnh cái này nó cũng như một con chuột đấy chị, cái này nó như một con chuột, nếu mà chị không dùng chuột thì nó chị bấm vào đây nó sẽ thành hình đấy. Làm cái viền trắng kia chọn màu trắng thế nào vậy mọi người, mình nhấn vào xanh tím vào. Ý chị là cái bóng đằng sau cái cô này á, cái trắng trắng đằng sau cái cô này á, nếu mà phải thì chị comment cho em. Đúng rồi, chỉ học kỹ năng thôi, tại vì là cái thẩm mỹ này là mọi người phải đi nhìn nhiều, mọi người nhìn nhiều vào thì nó mới đẹp được. Cái này lát vừa nãy em hướng dẫn ấy, là lát chị xem lại video cũng được, hoặc là bây giờ mọi người có cần em hướng dẫn lại cái kia không, cái đổ bóng trắng đằng sau không, để em làm lại chậm chậm một tí cho mọi người ấy. Ok chị. Thế. Ok. Thì bây giờ em này, nếu mà em muốn nhóm tất cả những cái này thì em cứ quét qua nhé, xong rồi bấm bấm một cái chỗ chữ nhóm này, xong mọi người sẽ được một cái nhóm của nó. Sau em sẽ làm theo phong cách đối xứng thì em sẽ cho sang này, xong em xoay lại. Ở đây nó có cái xoay này, mọi người xoay lại.
đưa lên trên. Chị này cũng thế, mọi người cho lên trên. Ở giữa này thì mọi người sẽ bỏ logo, đầu tiên là sẽ bỏ logo. Thì bữa nãy em sẽ lấy cái logo bên này luôn. Để copy thì mọi người kích vào cái này xong bấm Ctrl C. Sang bên đây mọi người kích vào này, bấm Ctrl V thì nó sẽ nhảy sang bên này cho mọi người. Sẽ được cái logo luôn. Phần giữa nhá. Bây giờ sẽ là phần làm chữ. Thì mọi người sẽ bấm vào phần văn bản này. Có một cách là mọi người có thể lấy những cái mẫu sẵn ở đây. Nếu mà mọi người thấy nó phù hợp với cái phong cách của mọi người làm ấy, thì mọi người lấy sẵn mẫu ở đây. Còn không thì mọi người sẽ tự viết. Thì vào phần văn bản này sẽ có cái phần là tiêu đề phụ, mọi người không còn quan tâm đến này. Mọi người cứ bấm vào đây. Mọi mình điều chỉnh được phông chữ mà. Nên là các anh chị cứ viết trước thì đã xong rồi, viết cái nội dung chính lên thì đã xong rồi, mọi người mới viết cái nội dung, mới sửa phông chữ xong. Ví dụ như là em đang định nghĩa là siêu sale 8 tháng 8 đi. Mọi người viết theo từng cụm nhé. Bởi vì ví dụ như mỗi cụm mà mọi người muốn viết cái phông chữ khác nhau ấy, thì mọi người viết cụm riêng ra giúp em. Chỗ ở đây em viết là giảm giá. À, 35%. Copy chữ mọi người cũng bấm Ctrl D cho em. Chương trình khuyến mại này. Áp dụng từ ngày bao nhiêu? Từ ngày mùng 5 tháng 8 đi. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2021. Ví dụ em thấy cái chữ siêu sale này em có thể dùng cái phông này thì em sẽ dùng luôn. Cái giảm giá này á thì mình có thể cho bé đi một chút. Nhưng mà cái phông này bé sẽ gặp một cái tình trạng là nó sẽ không thấy rõ. Mọi người phải phân biệt được là cái nào mọi người cần để làm chủ thể chính thì mọi người sẽ viết to. Ví dụ như là sale 35% này hoặc là cái tip chương trình là siêu sale này thì mọi người cần viết to thì sẽ phải viết to. Nếu cái này tí nữa em sẽ đối xứng thì lát em sẽ chỉ lại nha. Nhân đôi, đúng rồi, nhân đôi là Ctrl D. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phần tư duy về làm text một chút. Đấy là khi mà mọi người làm text ấy, mọi người phải phân biệt được cái nào là cái mà mình cần làm nổi bật và cái nào là mình không cần làm nổi bật. Những cái mà làm nổi bật sẽ viết to lên một chút, to lên so với cái phần mà không nổi bật. Ví dụ như ở đây nhá, em muốn tập trung vào cái chữ là siêu sale này, em thấy là vừa phải vì nó là tên chương trình. Còn cái phần là 35% là cái mà em muốn thu hút khách hàng vào ấy, thì em sẽ chọn những cái phông chữ nó to hơn một chút. Và chương trình khuyến mại áp dụng này thì em sẽ làm bé đi. Thì ở đây bây giờ em sẽ chọn những cái phông chữ khác để làm. Ví dụ như cái siêu sale này em dùng phông này cũng em cũng thấy khá là ok rồi. Cái giảm giá này em sẽ dùng một cái phông chữ không có chân. Mọi người phải kết hợp giữa phông chữ có chân và phông chữ không chân. Những phông chữ mà như thế này có cái đế ở chữ y này này thì là đấy là phông chữ có chân. Còn đây em sẽ cho mọi người xem phông chữ không chân. Em dùng phông này. Đây.
Ví dụ như ở đây là mọi người có thể trang trí thêm những cái đường đường kẻ nữa. Ví dụ em lấy cái đường kẻ này em kẻ thôi. Tức ở đây là mình đang sử dụng những cái element có sẵn, à quên, cái thành phần có sẵn của Canva để thiết kế ra một cái banner. Thì đây nhá, cái ví dụ như cái chỗ nét hình dạng này nhá, anh chị chọn vào cái đường kẻ này, nó sẽ có hết những cái độ đậm nhạt này, kiểu như thế nào. Ví dụ em để tầm một thôi. Mình sẽ đổ một cái cụm như này. Ví dụ như bây giờ mình muốn thêm một cái ô ở đây là mua ngay chẳng hạn nhé. Thì sẽ vào, mình sẽ lại dùng nét hình vạn. Anh chị có thể dùng một cái hình hình vuông. Đấy thì kẻ ra. Vẽ ở dưới này. Cái này em cũng sẽ nhóm lại để mình kéo nó đỡ bị lộn xộn ấy. Mình sẽ nhóm theo từng nhóm kéo cho đỡ bị lộn xộn. Có một cái vấn đề mà anh chị nên tiết chế khi dùng phông chữ là mình nên bớt màu sắc lại ấy ạ. Em thấy mọi người hay dùng màu sắc quá, với cả là mọi người hay dùng, không biết là cái chỗ nào cần, em thấy một cái tình trạng rất lớn đấy là mọi người không biết nên chỗ nào viết to, chỗ nào viết nhỏ, mọi người cứ viết tùm lum ra luôn. Thì cái này mọi người phải lưu ý nhá. Cái nào quan trọng thì mình viết to, cái nào không quan trọng viết nhỏ, và cần phải có sự tương phản giữa các cái tách với nhau. Ví dụ như ở đây em sẽ dùng cả những cái nét mảnh này, chữ nghiêng, chữ đứng và nét đậm, thì cái đấy là cái mà mọi người cần chú ý. Đây là xong một cái banner rồi, người chỉ cần làm đơn giản như thế thôi. Em sẽ hướng dẫn tiếp một cái banner nữa nha mọi người. Bây giờ để lấy một cái shop của một bạn học viên ở trong đây để thiết kế luôn cho bạn ấy, để anh kéo lên đây để anh xem em có shop của bạn nào không. Vâng, thế cũng được. Để thiết kế đằng nào mất công thiết kế thì thiết kế xong rồi có sản phẩm luôn. Cái nội dung thì em đã nốt, tin em nốt hết vào cái phần kia cho anh, tại vì em biết mọi người không 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 nghĩ ra là được thiết kế cái gì mà. Em đi ạ. Ok, Ok, mọi người đợi một chút nha. Đợi một chút để xem có bạn nào bạn ấy. Đợi anh một chút nữa để anh gửi cho. Anh check xem một số shop của các bạn xem có bạn nào mà chưa thiết kế được. Làm mẫu thôi, quan trọng là các bạn hiểu được cái cách làm, đó là cái điều quan trọng nhất. Mạng lag nhỉ? một danh mục nằm ngang. Xong rồi em hướng dẫn cho mọi người ghép cái banner này vào trong phần trang trí shop này. Xong rồi em thử click vào trong những cái link mà các bạn gửi đi, xem em có shop bạn nào mà chưa có banner với lại cái sản phẩm nó dễ làm banner ấy, thì làm mẫu một mặt cái. Vâng. Tại vì anh ấn vào thì
không vào được các shop, nó đang bị lag. Em đang thử một link. Bất kỳ là một bạn nào đấy ngẫu nhiên. Đây, ví dụ shop của bạn ấy đây đi. Shop của bạn chúc mừng bạn gì đây? Đây, anh gửi link nha. Anh gửi Vâng. link vào trong nhóm Zalo nha. Nhóm Zalo của mà mình à, anh gửi link vào Zalo cho em nhé. Thiết kế cho bạn ấy một cái banner mùng 8 tháng 8 ấy xem. Hay là làm một cái banner vuông to ấy, dài dài giống như của shop Speak ấy. Vâng. Cái này anh ấy có ảnh sản phẩm chưa thì gửi lên cho em luôn. Đấy, lấy luôn mấy cái ảnh này của anh ấy. Có được không? Mấy ảnh này mờ lắm ạ, nếu mà tải về mờ lắm. Có thì anh gửi cả folder sang cho em là được. Gửi lên. Ok, đây là shop của bạn nào thì bạn có ảnh ấy, thì gửi vào folder nhá. Đào Ken nhá, bạn Đào Ken nhá. Thiết kế đang là mất công thiết kế. Quan trọng nhất là mọi người biết cái cách để mọi người thiết kế. Với lại cái phần Canva này nhé, mọi người cũng có thể là thiết kế bằng trên điện thoại, mọi người tải điện thoại về mọi người làm nhiều ấy thì nó thành quen thôi chứ nó không khó, chẳng qua là như mọi người thấy đấy, nó chỉ là các cái thao tác là kéo và thả thôi, kéo và thả thôi, và nó vài cái thao tác đấy các bạn ngồi các bạn làm cho mình trong vòng khoảng 1-2 ngày thì mình nghĩ rằng là nó sẽ nhuần nhuyễn thôi. Những cái việc này nó không khó mà bắt buộc các bạn phải thực hành nhiều, các bạn phải có giờ bay nhiều đối với cái phần mềm Canva này. Các bạn làm nhiều, hàng ngày làm thì dần dần nó sẽ thành quen thôi. Thì các bạn sẽ làm chủ được cái công cụ thôi nhé, chứ không có vấn đề gì quá khó đâu. Anh Ken là hồi trước em nhắn tin với anh rồi đúng không nhỉ? Đây đây, đúng không? Có đúng không? Anh Ken này đúng không ạ? Chắc là đúng rồi. Có phải Để em xem mà. bạn Đào Ken này đúng không? Bạn Ken này đúng không? Hello bạn Đào Ken. Đây 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 đây, em chat với bạn này đi. Em đây. À đây đúng anh ấy rồi. Em nhắn nó tin cho anh rồi đấy ạ. Em gửi. Anh gửi cái folder ảnh sang cho em nhé. Lát em sẽ để hỗ trợ mọi người tốt nhất thì em thử lên, em sẽ lên tìm một số cái nhóm mà họ chia sẻ Canva Pro miễn phí xem sao. Có cái ảnh nào mà em chưa ghép hình ấy, Cái ảnh mà ảnh sản phẩm không của anh thôi ấy, chưa tách nền cũng được. Để em hướng dẫn thêm cho mọi người cái phần tách nền. Nếu như mà cái chi tiết phụ ấy nó không quá ở trong cái khung mà cái ảnh sản phẩm ấy, chị có thể kéo cho nó mất đi mà. Nhưng mà ví dụ như mà dính như thế thì cũng không không có cách nào đâu ạ. Dính thì không có cách nào đâu, bởi vì là trên Canva nó chỉ làm được một cái mức độ nào đấy thôi, chứ không thể nào mà tách hoàn toàn giống như bọn em tách bằng Photoshop được. Anh Ken có hình nào khác nữa không ạ? hình này nó dối quá, nó khó làm, nó lâu. Những hình này thì hơi khó làm, trục này thì hơi khó làm, đúng rồi. Có làm được không em? Thử làm một ca khó đi xem nào.
Đây phải kiểu như thế này này, kiểu như thế này thì dễ này. Đấy. Ok, lấy vài cái hình đấy làm. Đây em sẽ lấy hai cái hình này nhá. Cái hình này cũng có thể tách được. Em sẽ dùng ba cái hình để thiết kế một cái banner mùng 8 tháng 8 theo dạng dài nhé. Hoặc là anh có cái quà tặng gì cho cái khi mà mua anh Ken, anh có cái quà tặng nào mà khi mà khách mua hàng mà được không? Anh gửi cho em nhé. Vẫn chưa nhận được thêm hình ảnh của anh Ken nhỉ. Anh tặng mấy cái hình bé bé này đúng không ạ? Ở đây em sẽ chỉ cho mọi người một cái. Đấy là cái hình này mà tách ra thì sẽ gặp vấn đề là tách. Nó sẽ để em thử tách cái này nhá. Xem nó có ra một đống cả mấy cái hình con này không ạ. Bây giờ em sẽ tải tất cả những cái ảnh này lên. Bây giờ sẽ làm theo cái kích thước mà hình kích thước màu mà dài dài thì sẽ là em tạo thêm một cái thiết kế này, cái cỡ tùy chỉnh hoặc lấy chọn cái kích thước dài nhất của copy đấy là 2000 này nhân với 2002 tạo thiết kế mới.
Em sẽ tách một cái hình này ra đã. Mình sẽ gặp tình trạng là ra nhiều hình như thế này ấy. Đợi một chút em xem có thể dùng pen để làm mất bớt hình đi không. Ví dụ như là em chỉ lấy một cái hình màu này thôi. Mà nó lại hơi mờ. Máy bay rồi con. Nghĩa tử tách cái này em cũng được không? Nó sẽ thực ra đấy em sẽ mọi người đang thắc mắc là em đang làm mà. Đây. Ừ, tại vì ấn vào chữ xóa ở góc trái. Em thì không hay làm thì em chỉ bấm xóa một cái ở trên này thôi. Em đấy là làm em làm một cái mẹo là em sẽ mở vào pen, sau đấy thì em cắt ra một cái khung có một mình cái hình ấy thôi. Còn ví dụ như nó mà lẹm ở chỗ khác thì em tô cái màu khác vào ấy. Sau khi tô cái màu trắng này xong thì em mang lên đây em tách thì nó sẽ mất tất cả những cái hình kia đi. Cái này em cũng sẽ tách ra. Này thì nó vẫn vẫn có thể xóa được. Bây giờ em sẽ phóng, mọi người mà muốn phóng to cả cái giao diện làm việc ấy, mọi người bấm Ctrl cộng với em nhé. Chỗ này em cần cho nó mất luôn hẳn cái logo đi thì em sẽ kéo xuống một chút. Mọi người mà muốn thu phóng ấy chỉ cần bấm Ctrl và lăn chuột thôi. Bây giờ em sẽ lên một cái ý tưởng cho những cái sản phẩm như thế này và quà tặng là cái sản phẩm bé này, logo của
Anken. Đây. Cái việc đầu tiên nếu như mà anh chị mà mình mới tải lên như này xong rồi mọi người không biết là phải làm như thế nào ấy, thì em hay vào cái trang là Pinterest này để tìm những cái ý tưởng để mình thiết kế ấy, thì anh chị cũng có tìm kiếm giống như như ở trên Canva thôi, mọi người cũng gõ là banner to chẳng hạn. Để đồ chơi trẻ em. Thực ra ở trên này thì nó sẽ có nhiều cái ý tưởng nhưng mà nó cũng không phải là nó nhiều kiểu là làm sao nhỉ? Nhiều cái để mình tham khảo ấy. Nó sẽ không hoàn toàn là sát đâu, nó sẽ có một số ngành hàng nó sẽ sát, ví dụ như là anh chị mà làm thời trang hoặc là làm liên các ngành hàng liên quan đến mỹ phẩm ấy thì lên trên này rất nhiều cái banner mẫu đẹp luôn, anh chị cứ nhìn nhiều vào là khắc làm đẹp. Ở đây em thì em chưa thấy mẫu nào em ưng cả, thì em có thể em thể em ra đây bọn em mà thiết kế thì bọn em hay lên Canva để tìm ý tưởng là nhiều nhất. À em xin lỗi, là lên Pinterest để tìm ý tưởng là nhiều nhất. Và lướt lướt như thế này à? Không hẳn là mình sẽ lấy mẫu ở trên này mà mình sẽ lấy cảm hứng chẳng hạn ấy. Thì em sẽ lấy cảm hứng về màu sắc và những cái cảm hứng khác. Thì mình cứ lướt mình xem những cái mẫu ở trên này xem là họ làm màu sắc như thế nào rồi mình áp dụng theo cái của mình, cái phong cách shop của mình. Ví dụ nhé, em thấy cái này có thể dùng được. Xong rồi bây giờ mọi người muốn cóp cả cái này sang cái khung bên kia ấy, thì trước hết mọi người cứ đổi cỡ theo cái kích thước ở bên kia đi đã, là 2000 này nhân với 2200 đổi cỡ, xong nó copy cả này, Ctrl C, sau đó sang trang bên mình đang mình sẽ gom nó lại một chỗ, Ctrl V đưa về sau này, thì bắt đầu ở đây là em sẽ bây giờ em thấy nó đang hơi lộn xộn thì em sẽ cắt hết những cái ảnh text này em cho xuống dưới này, để lát nữa em dùng thì em kéo lên cho nó đỡ lộn xộn. Em sẽ lấy nền của họ luôn.
những cái element này mọi người cứ cứ kéo xuống, biết đâu có lúc mình sẽ dùng đến. Đây, cái mà em nói mọi người nó đang có một cái nhược điểm, có nhiều cái trên Canva nó cũng có nhược điểm là mình không thể kéo sang hai bên như thế này, thế lại dùng một cái hình khác. Mấy cái hình ở đây thì đây, ví dụ em có thể dùng cái hình này mình làm cái chính giữa giống như họ đang làm. Em cũng sẽ lấy cái màu đấy luôn. Rồi sau này em đang thấy à, mọi người có thấy một vấn đề là nếu mà làm cho trẻ em thì nó đang hơi tối không? Em sẽ chọn màu tươi sáng hơn. Bây giờ em sẽ thêm chữ. Mọi người cùng đón chờ thêm em làm gì. Em hướng dẫn giới thiệu cho mọi người một cách làm chữ nó trông cho nó nổi bật hơn nhé. Thì có một cách để làm chữ đó là mọi người bấm Ctrl C này, bấm Ctrl D thôi. Sau đấy thì cái chữ mà mọi người bấm lên trước phải nó sẽ ở trên thì mọi người kéo nó ra ngoài, sau cái chữ ở dưới này này. Anh chị bấm cái nút di chuyển ở bên tay phải ấy.
để cho nó xong phải tầm 2 đến 5 lần. Sau đấy mọi người vào phần hiệu ứng này. Ở trong cái phần hiệu ứng này nó sẽ có rất nhiều cái phong cách của chữ ấy. Thì anh chị có thể lấy cái phong cách ở đây để làm. Em hay dùng cái nét này. Xong mọi người kéo vào đây, xong kéo cho nó lệch đi một tí. Ở đây thì em sẽ cho nó mờ đi một chút nhé. Trong cái chữ nó sẽ đẹp hơn một chút. Phần này thì em sẽ thêm một cái tiêu đề để mình biết được cái chương trình nó sẽ diễn ra trong bao lâu. Hiện tại cái mùng 8 tháng 8 của Shopee là nó đang từ ngày bao nhiêu ấy ạ nhỉ? Anh Ken anh định làm từ ngày bao nhiêu ạ? Để em làm vào đây cho nó hợp lý cho anh luôn. Em cứ áp dụng trong vòng 15 ngày đi. Không sao đâu. Mùng 5 đến mùng 10, anh ấy bảo mùng 5 đến mùng 10. Hãy nhóm nó lại để đẩy nó lên một chút. Anh Ken cho em xin tên của những cái đồ chơi này nhá. À, xin, thôi em cũng không. Cho em xin thêm một số sản phẩm đồ chơi nữa. Để em bỏ vào cho nó đẹp. Cái vừa nãy có một chị hỏi em là lật ngược lại kiểu gì. Thì bây giờ em lật lại cho chị xem nhé. Chị bấm vào hình. Xong chị bấm vào cái phần lật này. Có lật ngang với lật dọc. Ví dụ em sẽ cho nó sang đây. Đây. Nhìn này nó sẽ đang hơi tranh chấp với cái ấy, vừa nãy em giải thích cái tranh chấp lại một lượt nữa cho anh ấy, một anh hỏi hôm vừa nãy hỏi em là tranh chấp là như nào. Ví dụ như bây giờ cái hình này của em nó đang màu vàng mà cái nền của em nó cũng đang màu vàng là nó sẽ bị tranh chấp. Nhưng bây giờ anh nhìn hình này của em không rõ ấy. Thì em lại sẽ chọn phương án khác là em đổi màu. Hoặc là em sẽ thay một cái hình khác. Anh có thêm, anh Ken có nhiều hình khác không ạ? Gửi thêm cho em với. Cái hình máy bay của anh ấy, anh gửi cho em đi. Cái hình máy bay này này, cái hình không của nó. Cả cái ô tô này nữa này.
cái hình mà ở trên anh lấy trên 1688 hay ở đâu ấy ạ, thì anh lấy cái hình đấy cho em, lấy cái hình này này, cái hình này này em đang zoom nên là lấy cái, anh lấy cái hình này hoặc cái hình này, lấy hình mình tự chụp thì nó không, sẽ không đẹp bằng cái hình ấy. Trong lúc chờ đợi anh game thêm hình, em sẽ làm một cái tag, ví dụ như là ưu đãi của anh ấy đang muốn ưu đãi là 38% ở đây, thì em sẽ làm một cái tag mắc vào đây để làm một cái, làm cái ưu đãi 38%, hoặc là anh cũng chị có thể thêm một cái hình tròn để mình làm. Ví dụ ở đây thì em dùng cái hình tròn đi, hình tròn có opacity. Em chỉ nghĩ ra, thực ra là em nghĩ ra như thế thôi. Xong rồi có cái em thấy nó không hợp lý em lại xóa đi mà. Em sẽ dùng lại cái phông chữ vừa nãy mà em dùng để viết chữ hot sale kia thì làm cái này luôn. Cái nào cũng làm được trên Canva chị ạ. Bảng quy đỡ kích, đổi kích cỡ thì chị cứ vẽ nhiều cái ô vuông ra ấy. Không, chị kéo ra đây chị đổi thôi, chị làm thôi. Kích thước hình vuông là được. Ra nhìn ở đây nó nhỏ lắm nhưng mà lát mọi người sẽ thấy nó to. Khi mà em xuất vào trong kia mọi người sẽ thấy nó to. Mọi người nghe giọng em phải biết đoán được em ở đâu ấy. Em xem mà anh Ken đã gửi thêm cho em nhiều hình không.
Đây, hình hình này lại mất mất cái. Anh ấy bảo em cái này là em mới viết thêm cho mọi người. Mọi người bấm thêm vào cái hình xóa đấy, nó sẽ cho cái bút để mọi người xóa thêm những cái hình khác còn thừa bên ngoài. Mọi người bấm xong. Xong là bây giờ là đến lúc mà chúng ta sẽ đi sắp xếp lại những cái hình này sao cho nó trông gọn gàng và hợp lý. Thực ra em thấy cái ô tô màu vàng này nó đẹp nhưng mà nó bị có vẻ là hơi nhiều cái lộn nhộn ở ngoài này. Thì em sẽ thử vào để em xóa thêm xem. Có vẻ là mình sẽ xóa hình này đi để mình xóa lại. Mặt căng thẳng đấy. Cái hình này để hợp lý hơn thì mọi người cứ lật ngược nó lại. Cái này cũng thế. Đâu? Bố đâu rồi?
Ở đây em sẽ hướng dẫn thêm một cách nữa để cho mọi người có thể đổ bóng mà nhìn nó không quá chi là không quá phải không phải dùng những cái thao tác kia, bởi vì những cái thao tác khi nó dùng nó sẽ bị đổ sang cả những cái viền bên cạnh, nhưng mà mọi người chỉ cần muốn đổ bóng ở chân này thôi ấy, thì mọi người vào thành phần giúp em nhé, sau đấy thì tìm cái hình tròn cho mọi người dùng nó đổ một cái màu mờ mờ hơi kéo dẹt, đổ một cái màu mà mờ mờ tương tương đậm hơn màu nền một chút. Mọi người cho nó mờ đi một chút. Và mình xoay theo cái hướng của cái mà cái sản phẩm đấy. Xong đưa nó về đùi này. Thì nó sẽ ở dưới đáy cái ô tô này. Xong mọi người điều chỉnh sao cho nó vừa vừa vặn là được. Cho nó ra ngoài một chút đấy. Control D. Lại sang cái ô tô bên này. Bên em sẽ gửi gửi hết link. Bây giờ em đang tập trung quá nên là chưa trả lời mọi người được. Mọi người đợi em một chút. Ngóm lại này. Mọi người chọn khi mà mọi người quét ấy, chọn tất cả mà mọi người muốn bỏ đi cái thành phần nào đấy ấy, thì mọi người giữ shift nhá, giữ shift xong bấm vào cái hình ấy nó sẽ không chọn cái hình ấy nữa. Thì nó sẽ chọn được cái cụm đấy của mình xong mình nhóm nó lại. Và điều chỉnh thôi. Ở trên này thì em đang muốn là sẽ thêm một cái phần quà tặng ở đấy nữa nên là em mới kéo xuống như này. Thì cái này của em cũng sẽ kéo thấp xuống một chút. Có thể là cái máy bay này mình sẽ cho nó. Em kéo cái máy bay sang đây. Và lật nó ngược lại. Sau đây em sẽ bỏ một cái hộp quà và bỏ cái chiếc máy bay bé bé này. Em lại vứt, em lại chót xóa nó đi. Em sẽ vào phần quà tặng là gift. Một thành phần nha mọi người. Em vào nhầm. Sau vào phần này. Nếu mà ở đây mọi người mà thấy có cái có mấy cái hình mà mọi người không ưng ấy thì mọi người có thể ra ngoài tìm nhé.
ra Google ấy. Mọi người muốn tìm cái hình gì thì cứ ra Google gõ xong thêm chữ PNG đằng sau, nó sẽ có cái hình trong suốt cho mọi người. Ví dụ ở đây em muốn tìm cái hộp quà PNG. Xong rồi ở đây thì nó ra nhiều, rất nhiều cho mọi người luôn. Nhưng mà em thấy là ở trong đây thì em vẫn vẫn dùng được những cái mẫu đấy ấy. Thì em sẽ dùng luôn. Em sẽ lấy cái đơn giản thôi. Đây là cái này. Mọi người có thể đổi màu ở đây nhé. Sau đó thì chọn một cái khung để mình bỏ cái quà tặng của mình vào. Thì em, ví dụ như em lấy cái khung này. Em cho cái quà tặng này lên trên. Thì sẽ chọn là đưa lên này. Xong mọi người muốn, ví dụ như ở chỗ này mọi người mà muốn nó mất đi, nó mất đi cái, ví dụ ở đây nhá, mọi người mà muốn nó mất đi cái mà màu, cái màu của cái khung này này, để cho nó nổi cái hình hộp quà lên, thì có một cái mẹo là mọi người vẽ một cái hình bé bé thôi cùng màu với cái nền này. Kéo hộp quà ra ngoài. Bỏ lên cái hình này. Cho hộp quà lên trên. Thì nó sẽ ra một cái khoảng hở hở kiểu kiểu như này. Mai thầy sẽ gửi, bọn em bên em sẽ gửi lại hết link bài học mà. Cái nào học lại là mọi người học ở trên Zoom là sẽ có link học lại hết. Tên sản phẩm là ngay ngay ngay.
trong một cái thiết kế thì mọi người nên không nên sử dụng quá ba phông chữ nha. Em thấy mọi người cứ dùng phông chữ từ lưa thì cũng không tốt đâu. Chỉ dùng 2 đến 3 phông chữ cho một bản thiết kế thôi. Cái phần bóng thì mọi người cho nó mờ mờ xuống. Số màu tối đa dùng cho một banner. Thực ra là nếu mà những cái thành phần chính thì mọi người cũng nên dùng tầm 3 đến 4 màu thôi. Thì anh làm này cũng là sương sương là ra được một cái banner rồi đấy. Các bạn đừng quên đón xem video tiếp theo để cập nhật thêm nhiều kiến thức về marketing nhé.